Nguyên nhân bệnh tắc vòi trứng. Tắc vòi trứng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây vô sinh ở nữ giới. Ngoài ra, trứng đã thụ tinh không thể di chuyển đến buồng tử cung, gây ra chữa ngoài tử cung, có thể ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời. Có nhiều nguyên nhân gây ra tắc vòi trứng, trong đó đa số các trường hợp là do các tác nhân lây truyền qua đường tình dục. Chlamydia và lậu là thường gặp nhất. Chúng có thể gây viêm nhiễm vùng tiểu khung, gây ra sẹo làm hẹp tắc ống dẫn trứng. Thứ hai là do bệnh lạc nội mạc tử cung, khiến mô nội mạc tử cung có thể xuất hiện trong vòi trứng làm tắc nghẽn chúng. Thứ ba là chị em có tiền sử chữa ngoài tử cung, nếu được điều trị bảo tồn không thắt vòi trứng thì cũng có thể gây sẹo hẹp làm tắc vòi trứng về sau này. Thứ tư là do chị em mắc u xơ tử cung, khối u to có thể chèn vào vòi trứng gây ra sự tắc nghẽn. Ngoài ra, chị em có tiền sử phẫu thuật ổ bụng, tiểu khung cũng có thể gây ra sự sơ dính làm tắc ống dẫn trứng. Đa số các trường hợp tắc vòi trứng thường không gây ra biểu hiện gì. Nhiều phụ nữ chỉ biết mình bị bệnh khi đi khám vì không thể thụ thai. Một số ít thì có biểu hiện đau ở một bên bụng, có thể liên tục hoặc theo chu kỳ kinh nguyệt, đau khi quan hệ tình dục, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa. Phòng khám đa khoa Hoàng Cừu, nơi bạn an tâm chia sẻ mọi bệnh lý.